trong bản tin Canada và Thế giới cuối tuần ngày 23 tháng 5 hôm nay, một số tin tức nổi bật như sau. Hai liều tiêm vaccine COVID-19 dẫn đến hiệu quả chống lại biến thể Ấn Độ, Cơ quan Sức khỏe Vương quốc Anh cho biết. Cơ quan CDC Hoa Kỳ đang điều tra vấn đề về tim mạch ở một số trẻ đã nhận vaccine. Các nhà sản xuất vaccine Hoa Kỳ đồng ý sản xuất thêm vaccine COVID-19 ở Hàn Quốc. Hơn một nửa dân số Canada đã nhận được ít nhất một liều vaccine COVID-19. Tỷ lệ dương tính với COVID-19 ở California đã giảm xuống dưới mức 1%. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine đang gia tăng ở bang Ohio, là tiểu bang đầu tiên tặng tiền trúng sổ số $1 triệu để tăng tỷ lệ tiêm chủng. Đức cấm du khách từ Vương quốc Anh do lo ngại biến thể COVID-19. Ý đang cân nhắc yêu cầu tiêm vaccine là bắt buộc. Số ca nhiễm ở Ấn Độ đang giảm dần. Hội đồng Hàng không Quốc gia Canada kêu gọi Ottawa cần tiết lộ kế hoạch mở cửa du lịch trở lại. Hơn 100 người tị nạn tại các trung tâm giam giữ ở Úc được tái định cư ở Canada. Toàn bộ câu chuyện về công nương Diana và cuộc phỏng vấn bê bối của đài BBC. Hoàng tử William nói, cuộc phỏng vấn của BBC đã thúc đẩy chứng hoang tưởng của mẹ tôi và sẽ không nên bao giờ được phát sóng nữa. Lãnh đạo quân đội Myanmar nói rằng bà Suu Kyi sẽ sớm xuất hiện. Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên. Bác sĩ ở Áo đã cắt cục lộn bên chân một bệnh nhân đàn ông lớn tuổi. Bà mẹ tuổi teen 14 tuổi đưa đứa con sơ sinh cho khách ở nhà hàng và bỏ đi. Một số cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam và Canada hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hoàng Anh và Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập của Culture Channel xin kính chào và cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada và Thế giới cuối tuần Culture Podcast, tổng hợp một số tin đáng chú ý tại Canada, Việt Nam và Thế giới, cùng một số tin giải trí nổi bật do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel và trang Facebook của Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong bản tin cuối tuần ngày hôm nay, nhóm biên tập cũng sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cuộc sống ý nghĩa, đó là câu chuyện Đừng thay đổi thế giới. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang web của Culture để đọc các bản tin cũng như các bài viết khác tại địa chỉ culturemagazine.com. Nếu quý vị chưa đăng ký subscribe, chúng tôi kính mời quý vị nhấn đăng ký subscribe và nhớ bấm nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách giúp chia sẻ, share video và bấm nút like nếu các bạn thấy thông tin là hữu ích. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây, Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Cơ quan sức khỏe Anh cho biết hai liều tiêm vaccine COVID-19 sẽ dẫn đến hiệu quả chống lại biến thể Ấn Độ. Các quan chức y tế ở Vương quốc Anh cho biết vào hôm thứ Bảy rằng hai liều vaccine COVID-19 sẽ dẫn đến hiệu quả chống lại biến thể coronavirus đang lây lan nhanh chóng của Ấn Độ, như là hiệu quả đã được trông thấy trong việc chống lại chủng virus thống trị của Anh. Bộ trưởng Y tế Anh cho biết dữ liệu mang tính đột phá và ông ngày càng hy vọng rằng chính phủ sẽ dỡ bỏ nhiều hạn chế COVID-19 hơn vào tháng tới. Một nghiên cứu của Public Health England cho thấy vaccine Pfizer-BioNTech có hiệu quả 88% đối với bệnh có triệu chứng từ biến thể B.1.617.2 hai tuần sau liều tiêm thứ hai, so với hiệu quả 93% đối với chủng B.1.1.7 là biến thể COVID-19 thống trị ở Anh. Đối với vaccine AstraZeneca, hai liều vaccine AstraZeneca có hiệu quả là 60% chống lại bệnh có triệu chứng từ biến thể Ấn Độ, so với 66% hiệu quả đối với biến thể Anh. Bộ trưởng Y tế ông Matt Hancock nói với các đài truyền hình rằng
Tôi ngày càng tự tin rằng chúng tôi đang đi đúng lộ trình. Bởi vì dữ liệu này cho thấy vaccine sau 2 liều là hoạt động rất hiệu quả, ngay cả trong việc chống lại biến thể của Ấn Độ. Theo kế hoạch của chính phủ Anh, việc dỡ bỏ các hạn chế coronavirus còn lại sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 6. Anh Quốc đã gấp rút triển khai chương trình tiêm chủng nhanh nhất châu Âu cho đến nay. Nhưng nước này phải đối mặt với một thách thức mới từ sự lây lan của biến thể lần đầu tiên tìm được ở Ấn Độ. Dữ liệu được công bố vào hôm thứ Bảy cho thấy các ca COVID mới được báo cáo ở Anh đã tăng 10,5% trong 7 ngày tính đến ngày 22 tháng 5, mặc dù đây vẫn là một phần nhỏ so với mức đã được thấy hồi đầu năm. Thủ tướng Boris Johnson trong tháng này đã ra lệnh tăng tốc liều thứ hai còn lại cho những người trên 50 tuổi và những người dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng. Bộ Y tế Anh cho biết liều đầu tiên của cả hai loại vaccine Pfizer và AstraZeneca đều có hiệu quả 33% đối với bệnh có triệu chứng từ biến thể B.1.617.2 đến từ Ấn Độ sau 3 tuần, thấp hơn so với 50% hiệu quả đối với biến thể B.1.1.7 của Anh Quốc. Bộ trưởng Hancock nói rằng điều đó cho thấy việc tiêm cả hai liều vaccine là hoàn toàn quan trọng. Lo ngại về các trường hợp gia tăng ở Anh về biến thể lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ đã khiến cho Đức tuyên bố vào hôm thứ Sáu rằng bất kỳ ai nhập cảnh từ Vương quốc Anh sẽ phải cách ly trong 2 tuần khi đến nơi. Cũng vào thứ Sáu, người đứng đầu Viện Y tế Công cộng của Đức cho biết vaccine COVID-19 hiện có thể kém hiệu quả hơn so với biến thể B.1.617.2. CDC Hoa Kỳ đang điều tra vấn đề về tim mạch ở một số trẻ đã nhận vaccine. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, đang xem xét các báo cáo, cho rằng một số lượng rất nhỏ thanh thiếu niên được tiêm chủng coronavirus có thể đã gặp vấn đề về tim mạch. Tờ New York Times đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn báo cáo từ nhóm an toàn vaccine của cơ quan. Báo cáo cho biết, tuyên bố của nhóm không có nhiều chi tiết, chỉ nói rằng có một số trường hợp tương đối ít và chúng có thể hoàn toàn không liên quan đến việc tiêm chủng. Các nhà sản xuất vaccine Hoa Kỳ đồng ý sản xuất thêm vaccine COVID-19 ở Hàn Quốc. Các nhà sản xuất dược phẩm Hoa Kỳ Moderna Inc. và Novavax Inc. hôm thứ Bảy đã ký một thỏa thuận với chính phủ Hàn Quốc để sản xuất các vaccine COVID-19 của họ, vì quốc gia này đang chịu áp lực phải đảm bảo giao hàng nhiều hơn và nhanh hơn vaccine do Hoa Kỳ sản xuất. Các thỏa thuận được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden nói rằng ông và Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in đã đồng ý về quan hệ đối tác toàn diện về vaccine COVID-19 và Mỹ sẽ cung cấp vaccine cho 550.000 binh sĩ Hàn Quốc. Tổng thống Moon, người đang chịu áp lực về đại dịch COVID-19, cũng đã nói rằng quan hệ đối tác vaccine sẽ kết hợp chuyên môn của Hoa Kỳ và năng lực sản xuất của Hàn Quốc. Vaccine Moderna đã được phê duyệt sử dụng tại Hàn Quốc vào hôm thứ Sáu và sẽ được sản xuất bởi Samsung Biologics Limited, công ty dược phẩm Moderna cho biết, và họ dự định cung cấp những loại vaccine này cho các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ bắt đầu từ quý 3 năm 2021. Hàn Quốc đã bảo đảm quyền tiếp cận 40 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna. Ngoài ra, Novavax cũng tái khẳng định quan hệ đối tác với công ty SK Bioscience Limited của Hàn Quốc để mở rộng sản xuất vaccine, bao gồm cả ứng cử viên vaccine COVID-19 dựa trên protein của nhà phát triển dược phẩm Hoa Kỳ này. Vào tháng 2, thì Novavax đã ký thỏa thuận cấp phép với nhà sản xuất Hàn Quốc để sản xuất 40 triệu liều vaccine COVID-19 cho quốc gia này. Moderna và Novavax đã công bố các giao dịch của họ trong các thông cáo báo chí riêng biệt, cho biết bản ghi nhớ đã được ký bởi các giám đốc điều hành công ty và đại diện chính phủ. Tính đến tối thứ Bảy, ngày 22 tháng 5, thế giới đã có hơn 166,4 triệu ca nhiễm COVID-19, với trên 3,4 triệu người đã tử vong vì căn bệnh này. Hoa Kỳ vẫn là quốc gia với số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, ghi nhận trên 33,1 triệu ca nhiễm và trên 589.000 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới với trên 26,2 triệu ca nhiễm và trên 295.000 ca tử vong. Tiếp theo là Brazil với trên 5,9 triệu ca nhiễm và 108.000 tử vong.
Pháp ghi nhận gần 6 triệu ca nhiễm, đứng thứ tư trên thế giới về tổng số ca mắc COVID-19 và đứng thứ năm là Turkey với trên 5.1 triệu ca nhiễm. Nga, Vương quốc Anh và Ý đều báo cáo trên 4 triệu ca nhiễm cho đến nay. Trên 1.63 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên khắp 176 quốc gia, theo Bloomberg COVID-19 Tracker. Trên khắp Hoa Kỳ thì khoảng 284 triệu liều vaccine đã được tiêm tính đến tối thứ Bảy, tức là gần 49% người dân Hoa Kỳ đã nhận được ít nhất một liều vaccine và gần 39% dân số Hoa Kỳ đã nhận được cả hai liều, theo thống kê của cơ quan CDC Hoa Kỳ. Tại châu Âu thì khối này đã tiêm trên 206.5 triệu liều vaccine trên khắp các quốc gia châu Âu, với 39,5% dân số người lớn trên 18 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 16,5% đã tiêm cả hai liều đầy đủ, theo dữ liệu từ cơ quan CDC của châu Âu. Trong đó thì Đức đã tiêm cho 44,3% dân số người lớn trên 18 tuổi với ít nhất một liều, Pháp thì đã tiêm 38,5%, Ý đã tiêm 37,6% và Sweden đã tiêm 40,4%. Tại Canada thì hơn một nửa dân số đã nhận được ít nhất một liều vaccine COVID-19. Vào sáng thứ Bảy, tỷ lệ dân số Canada đã nhận được ít nhất một liều vaccine đã tăng hơn 50%. Tỷ lệ những người được tiêm chủng đầy đủ, nghĩa là họ đã được tiêm hai liều, thì chỉ là hơn 4%. Tổng cộng cả nước đã tiêm hơn 20.7 triệu liều vaccine. Tiến sĩ Michael Silverman là trưởng bộ phận bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Khoa học Y tế London và Chăm sóc Sức khỏe St. Joseph ở London, Ontario cho biết đây là một cột mốc quan trọng. Vào hôm thứ Sáu, thì Canada đã vượt qua Hoa Kỳ về số liều đầu tiên được tiêm trên đầu người. Tuy nhiên, Hoa Kỳ có tỷ lệ dân số đã được tiêm chủng đầy đủ hai liều cao hơn nhiều. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC, tốc độ tiêm chủng COVID-19 trung bình hàng ngày ở Hoa Kỳ đã giảm gần 50% so với mức cao nhất vào tháng 4. Bất chấp việc tiêm chủng đang chậm lại, Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho những người dân đã được tiêm chủng đầy đủ để họ tiếp tục nhiều hoạt động mà không cần đeo khẩu trang hoặc giãn cách xã hội, ngay cả khi ở bên trong nhà. Tuy nhiên, tiến sĩ Silverman cho rằng Canada nên thận trọng. Ông kêu gọi người dân Canada tiếp tục đeo khẩu trang, tránh xa các cuộc tụ tập bên trong nhà, ngay cả khi ngày càng có nhiều người được tiêm chủng. Các ca mắc và tử vong do COVID-19 ở Hoa Kỳ tiếp tục giảm xuống, mặc dù tốc độ tiêm chủng đã chậm lại. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins và Bloomberg, Hoa Kỳ đã ghi nhận gần 28.600 trường hợp mắc mới vào hôm thứ Sáu, với mức trung bình trong 7 ngày gần bằng một nửa so với một tháng trước. Có thêm 686 tử vong được ghi nhận vào hôm thứ Sáu. Mức trung bình trong 7 ngày đã giảm xuống mức thấp của tháng 4 năm 2020 khi bắt đầu đại dịch. Hãng thông tấn AP cho biết ít nhất 100 người trên đỉnh Everest đã bị nhiễm bệnh. Đức sẽ áp dụng các hạn chế mới đối với khách du lịch từ Vương quốc Anh bắt đầu từ Chủ nhật này do sự lây lan nhanh chóng của một chủng virus đầu tiên được xác định ở Ấn Độ. Tỷ lệ dương tính với COVID-19 ở California đã giảm xuống dưới mức 1%. Trang web của Bộ Y tế cho biết tỷ lệ xét nghiệm dương tính trung bình trong 7 ngày qua của California là 0,9%. Tiểu bang này đã báo cáo 1.186 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào hôm thứ Sáu, với tỷ lệ là 2,8 ca mắc mới trên mỗi 100.000 người dân, có 50 tử vong. California đã tiêm tổng cộng hơn 36 triệu mũi vaccine. Trong khi đó, tốc độ tiêm chủng ở bang Ohio, Hoa Kỳ đang tăng lên và thống đốc Mike DeWine đang ghi nhận là do kế hoạch của tiểu bang cung cấp cho 5 lần sổ số hàng tuần trị giá 1 triệu đô la cho những người tiêm ít nhất một liều. Thống đốc đảng Cộng Hòa cho biết hôm thứ Sáu rằng lượng tiêm chủng đã tăng 45% trong tuần từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5. Người chiến thắng đầu tiên sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 5. Tiểu bang này cũng đã mở rộng độ tuổi tiếp cận vaccine cho lứa tuổi từ 12 đến 15. Nhóm này đủ điều kiện để có cơ hội nhận được học bổng đại học và tăng liều tiêm tại các hiệu thuốc và phòng khám địa phương. Ohio là tiểu bang đầu tiên trong số các tiểu bang bao gồm New York, Maryland và Oregon cung cấp tiền trúng sổ số để tăng tỷ lệ tiêm chủng. Dịch COVID-19 bùng phát tấn công Everest. Ít nhất 100 người leo núi và nhân viên trên đỉnh Everest đã bị nhiễm COVID-19, một chuyên gia leo núi người Áo nói với hãng thông tấn AP.
Lukas Furtenbeck, người dựa trên ước tính của mình khi nói chuyện với phi công, bác sĩ và trưởng đoàn thám hiểm, đã hủy chuyến leo núi của mình vì lo ngại virus. Hơn 400 nhà leo núi nước ngoài đã được cấp giấy phép để leo lên đỉnh cao nhất thế giới. Nó đã bị đóng cửa vào năm ngoái vì đại dịch. Nepal đã báo cáo 8.607 ca nhiễm mới và 177 ca tử vong vào thứ Sáu, nâng tổng số lên hơn 497.000 người mắc COVID-19 và hơn 6.000 ca tử vong. Đức cấm du khách từ Vương quốc Anh do lo ngại biến thể COVID-19. Đức sẽ áp dụng các hạn chế mới đối với du khách đến từ Vương quốc Anh bắt đầu từ Chủ nhật này do sự lây lan nhanh chóng ở Anh với biến thể coronavirus lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ. Theo Bộ Ngoại giao, chỉ có công dân và cư dân nước Đức được trở vào nước từ Vương quốc Anh. Tuy nhiên, du khách trở về đến từ Vương quốc Anh sẽ phải trải qua 2 tuần cách ly khi đến Đức, ngay cả khi họ xét nghiệm âm tính với virus. Đức hiện xếp Vương quốc Anh là khu vực có nhiều biến thể virus, là loại có nguy cơ cao nhất của quốc gia này, theo khuyến nghị của Viện Robert Koch. Ý đang cân nhắc yêu cầu tiêm vaccine là bắt buộc. Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự của đất nước là Fabrizio Curcio cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo La Stampa vào hôm thứ Bảy, Ý có thể xem xét việc tiêm chủng COVID-19 là bắt buộc trong tương lai. Đó là một lựa chọn cần được đánh giá kỹ lưỡng với nhu cầu tiêm nhắc lại hàng năm. Cho đến nay thì Ý đã thực hiện hơn 30 triệu ca tiêm chủng. Số ca nhiễm ở Ấn Độ đang giảm. Ấn Độ đã ghi nhận ít hơn 300.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày thứ Sáu liên tiếp vào hôm thứ Bảy, với những dấu hiệu ban đầu cho thấy tình trạng nhiễm trùng đang chậm lại. Con số 257.299 ca nhiễm mới là mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 4. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng điều tồi tệ nhất có thể chưa xảy ra ở các nước đang phát triển, với lý do xu hướng nhiễm trùng ở Ấn Độ và Brazil. Theo lưu ý của các nhà kinh tế IMF, New Delhi sẽ cần phải mua ngay khoảng 1 tỷ liều thuốc để cung cấp cho 60% dân số vào nửa đầu năm 2022. Ấn Độ đã báo cáo thêm 4.194 người tử vong do COVID-19, nâng con số lên gần 300.000 người tử vong cho đến nay. Theo Bloomberg, nhiều người ở Ấn Độ đã phải vật lộn để đặt chỗ tiêm chủng khan hiếm và với tốc độ hiện tại, đất nước này sẽ mất gần 3 năm để tiêm chủng cho 75% dân số gần 1,4 tỷ người. Úc dự kiến sẽ nhận 2 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer mỗi tuần từ tháng 10. Australia dự kiến sẽ nhận được khoảng 2 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer mỗi tuần từ tháng 10. Bộ trưởng Y tế Greg Hunt nói với Sunday Morning Herald hôm Chủ nhật. Nước Úc đã đặt hàng 40 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer, mà Canberra là một thành phố thủ đô của nước Úc, dự định sử dụng để tiêm chủng cho dân số dưới 50 tuổi. Nếu thời gian biểu được thực hiện theo kế hoạch thì nó sẽ cho phép Úc đẩy mạnh việc tiêm chủng COVID-19 và giảm bớt mối đe dọa của các hạn chế kéo dài gây tổn hại đến kinh tế cho xã hội. Úc đã báo cáo mức độ lây nhiễm COVID-19 tương đối thấp, chỉ dưới 30.000 ca và 910 ca tử vong. Mặc dù đợt tiêm chủng quốc gia không đặt mục tiêu liều lượng ban đầu, các quan chức đã đẩy mạnh chương trình tiêm chủng với một liều trong 17 ngày qua. Cho đến nay, tổng số có khoảng 3,5 triệu mũi vaccine đã được tiêm, thấp hơn rất nhiều so với con số 4 triệu đã cam kết vào cuối tháng 3. Trong khi đó, thì chuyến bay hồi hương thứ hai chở 165 người từ Ấn Độ đã đến Úc vào hôm Chủ nhật. Vào cuối tuần trước, thì Canberra đã dỡ bỏ lệnh cấm gây tranh cãi đối với người Úc trở về từ Ấn Độ. Ottawa tiết lộ kế hoạch mở cửa du lịch trở lại. Liên minh châu Âu đã thực hiện một bước quan trọng trong việc mở cửa lại biên giới trong tuần này, đồng ý giảm bớt các tiêu chí cần thiết cho các quốc gia được coi là an toàn COVID-19, cũng như cho phép khách du lịch được tiêm phòng đầy đủ vào châu Âu. Quyết định này gây áp lực gia tăng cho chính phủ Canada trong việc bắt đầu xem xét việc dỡ bỏ một số hạn chế đi lại đang được áp dụng. Hội đồng Hàng không Quốc gia Canada đại diện cho Air Canada, WestJet, Air Transit và Jazz Aviation đang kêu gọi chính phủ đưa ra kế hoạch khởi động lại chuyến du lịch chi tiết, đặc biệt là khi việc triển khai tiêm chủng của Canada đang tăng lên.
Hoa Kỳ tăng gấp đôi thuế quan đối với nhập khẩu gỗ từ Canada. Các nhà phân tích cho biết, một động thái của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ nhằm tăng thuế đối với gỗ nhập khẩu từ Canada, nếu được thông qua, sẽ làm tăng chi phí sản xuất và các lợi nhuận của nhà sản xuất, nhưng không có ảnh hưởng đến giá đối với người tiêu dùng các sản phẩm gỗ. Việc Bộ Thương mại khuyến nghị tăng hơn gấp đôi tỷ lệ chống trợ cấp và chống bán phá giá sơ bộ lên 18,32% từ 8,99% vào hôm thứ Sáu đã thu hút sự chỉ trích từ chính phủ và ngành công nghiệp Canada và sự hoan nghênh từ ngành công nghiệp gỗ ở phía nam biên giới. Kevin Mason, giám đốc điều hành của Era Forest Product Research, cho biết sự gia tăng này khó có thể dẫn đến giá gỗ cao hơn vì chúng đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua, lên mức cao kỷ lục mọi thời đại. Ông nói, giá cả do cung và cầu thúc đẩy, làm tăng chi phí cho các nhà sản xuất, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến giá cả. Mary Ann, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhỏ, xúc tiến xuất khẩu và thương mại quốc tế cho biết, thuế của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm gỗ của Canada là thuế đối với người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thách thức những khoản thuế quan phi lý và gây thiệt hại này thông qua tất cả các phương tiện hiện có. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng một giải pháp thương lượng cho vấn đề thương mại lâu đời này không chỉ có thể thực hiện được mà còn vì lợi ích tốt nhất của cả hai nước. Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt mức thuế 20% đối với gỗ mềm của Canada vào năm 2018, trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, nhưng đã hạ xuống khoảng 9% vào cuối năm ngoái sau một quyết định ủng hộ Canada của Tổ chức Thương mại Thế giới. Hơn 100 người tị nạn bị Úc giam giữ, tái định cư ở Canada. Gần 150 người tị nạn đã bị giam giữ nhiều năm trong các trung tâm xử lý ngoài khơi của Úc ở Papua New Guinea và Nauru đang chuẩn bị gọi Canada là quê hương mới của họ. Nhờ những nỗ lực của Moses, một dịch vụ định cư người di cư và tị nạn phi lợi nhuận có trụ sở tại Vancouver, tỉnh bang PC, các đơn xin tài trợ tư nhân đã được Canada chấp thuận và tổ chức hiện đang đợi các thị thực được xử lý và hoàn thiện trước khi thu xếp việc đi lại. Giám đốc cao cấp của Mosaic Salem Spender cho biết một số người tị nạn bị giam giữ đến từ Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, trong khi một số người thậm chí không có quốc tịch. Bất kể họ xuất phát từ quốc gia nào, chính phủ Úc đã áp dụng chính sách rằng bất kỳ người tị nạn nào đang tìm cách xin tị nạn và đến nước Úc bằng thuyền sẽ bị đưa ra các trung tâm xử lý ngoài khơi và sẽ không được tái định cư ở Úc. Tổ chức Mosaic đã được tiếp cận bởi Laurie Cooper, một người ủng hộ người tị nạn ở North Vancouver, người bắt đầu Canada Caring, một nhóm người Canada hỗ trợ những người tị nạn và những người xin tị nạn ở Canada. Họ cùng nhau liên hệ với Hội đồng Người tị nạn của Úc và bắt đầu chiến dịch Operation Not Forgotten. Một khi số người tị nạn này đến Canada, tổ chức sẽ giúp họ tái định cư bằng cách tìm một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và việc làm. Công nương Diana và cuộc phỏng vấn bê bối của đài BBC, toàn bộ câu chuyện là như thế nào? Nhà báo phóng viên điều tra người Anh John Ware đã viết ra toàn bộ câu chuyện rằng cách đây 25 năm, chương trình toàn cảnh Panorama của đài BBC đã vượt qua các đối thủ trên toàn thế giới bằng một cuộc phỏng vấn với Diana là công nương xứ Wales, con trai công nương Diana và là người thừa kế ngai vàng, hoàng tử William, hiện đã phát động một cuộc tấn công chưa từng có vào tập đoàn BBC vì cuộc phỏng vấn đó. Chương trình đã thu hút 23 triệu khán giả Vương quốc Anh là một khoảnh khắc lớn cho sự nghiệp của phóng viên Martin Bashir. Nhưng sau khi các cáo buộc nổi lên vào mùa thu năm ngoái rằng Bashir đã lừa dối để lấy lòng tin của công nương Diana, BBC đã giao một cuộc điều tra cho cựu thẩm phán tòa án tối cao là Lord John Dyson dẫn đầu. Cuộc điều tra đó đã kết luận vào ngày 20 tháng 5 rằng ông Bashir là không đáng tin cậy, quanh co và không trung thực. Sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng, Lord John Dyson cũng cáo buộc BBC đã che đậy hành vi sai trái của nhà báo một cách hiệu quả. Khi cuộc phỏng vấn đã phát hồi đó, phóng viên Bashir đã bị BBC điều tra do ông Tony Hall, người sau này trở thành tổng giám đốc của đài BBC từ năm 2013 đến năm 2020. Ông Hall khi đó cho rằng Bashir là người trung thực và là một người đàn ông đáng kính. Cựu thẩm phán Lord Dyson đã phán rằng
cuộc điều tra của Ho là thiếu sót và không hiệu quả một cách đáng tiếc. Cho đến nay thì toàn bộ câu chuyện đằng sau tin sốt dẻo vẫn được giấu kín trong 1/4 thế kỷ. Cuộc phỏng vấn đã trở thành một trong những sự kiện truyền hình quan trọng của thế kỷ 20, là người vợ đã ly thân của vị vua tương lai. Công nương Diana đã nói về việc ngoại tình, âm mưu trong cung điện, bệnh tâm thần và rằng thái tử Charles có thể không thích hợp với việc làm vua. Bà có thật sự nghĩ rằng một chiến dịch đang được tiến hành chống lại bà không? Martin Bashir đã hỏi công nương Diana vào lúc đó. Bashir đã dành nhiều tuần trước đó để khuếch đại hồi chuông cảnh báo trong đầu công nương, tuyên bố rằng các nguồn tin độc nhất đang nói với ông ta về những thủ đoạn bẩn thỉu của các nhà báo, các cận thần hoàng gia, cơ quan tình báo và thậm chí cả bạn bè của công nương. Đúng vậy, công nương Diana trả lời. Nhà báo phóng viên John Ware là tác giả bài viết này đã nói rằng: "Tôi đã làm việc cho Panorama vào năm 1995 và tôi đã nghe tin đồn rằng Bashir đã lừa dối để đưa tin sốt dẻo, nhưng không có gì hơn. Các chi tiết chỉ bắt đầu trở lại vào mùa thu năm ngoái, vào dịp kỷ niệm 25 năm cuộc phỏng vấn." Cùng lúc đó, ông Charles Spencer, là em trai của công nương Diana, tiết lộ đã lưu giữ những ghi chú đương thời về các cuộc gặp với Bashir. Các cáo buộc mới về hành vi sai trái vào mùa thu năm ngoái nghiêm trọng đến mức nhóm Panorama của đài BBC hiện tại quyết định điều tra để khôi phục lòng tin của công chúng đối với nền báo chí và tính độc lập của chương trình Panorama. Thẩm phán Lord Dyson nói rằng, những gì ông Bashir đã làm không phải là một hành động bốc đồng được thực hiện trong lúc nóng nảy. Nó đã được lên kế hoạch cẩn thận. Những gì ông ấy làm là gian dối và không trung thực. Câu chuyện bắt đầu với kế hoạch của Bashir để thuyết phục em trai của công nương Diana là bá tước Earl Spencer rằng ông ta có quyền truy cập vào các nguồn tin cấp cao và biết chuyện bên trong về một âm mưu rộng lớn chống lại bá tước và công nương Diana. Bá tước Spencer đã đồng ý gặp mặt Bashir ở London ngày 29 tháng 8 năm 1995. Bá tước Spencer đã đồng ý tiếp tục cuộc trò chuyện của họ 2 ngày sau đó, ngày 31 tháng 8. Để kết thân với bá tước Earl Spencer để được tiếp cận với em gái của ông ta, Bashir đã có ý định cho bá tước Spencer thấy một cách giả dối rằng cựu giám đốc an ninh của ông là cựu quân nhân Alan Waller đang được trả lương thường xuyên bởi cơ quan tình báo và tin tức quốc tế của Rupert Murdoch. Nhưng Bashir đã không cho ông Spencer xem những giấy tờ này trong cuộc họp ngắn đầu tiên. Để giúp chuẩn bị thông tin giấy tờ giả, Bashir đã gọi điện khẩn cấp cho một đồng nghiệp cũ là Matt Whistler, cầu xin anh ta bỏ tất cả mọi thứ để thiết kế tờ sao kê ngân hàng Bank Statements của ông Alan Waller. Tuy nhiên, điều thực sự khiến bá tước Spencer bị lôi cuốn là một tuyên bố giả khác của Bashir rằng thư ký riêng của Thái tử Charles là Richard Aylard đang âm mưu chống lại công nương Diana. Ghi chú của ông Spencer cho thấy Bashir đã tuyên bố rằng ông Aylard, thư ký riêng của Thái tử Charles, đã được giao các cuộc trò chuyện được ghi âm bí mật liên quan đến khả năng ly dị. Bá tước Spencer nói rằng điều này đã khiến ông dao động nên đã gọi cho biên tập viên của Panorama là Steve Hewlett. Vào ngày 14 tháng 9, Bashir và ông Spencer gặp lại nhau tại Althorpe. Bashir đã trưng ra cái mà bá tước Spencer mô tả là một tờ giấy khổ A4 gấp lại với mục đích hiển thị các khoản thanh toán đáng kể cho cả ông Ella, thư ký riêng của Thái tử Charles và thư ký của công nương Diana là Jepson từ các cơ quan tình báo để theo dõi công nương Diana. Bá tước Spencer nghĩ rằng chị gái mình nên nghe tất cả những điều này trực tiếp từ Bashir. Vì vậy gọi điện cho bà để đề nghị rằng nên gặp Bashir. Đến năm 1995, công nương Diana sợ rằng mình có kẻ thù và bà rất bất an. Vào ngày 19 tháng 9, ông Spencer giới thiệu Bashir với công nương Diana. Trong cuộc gặp này, ông Spencer ghi nhận khoảng 30 tuyên bố mà ông quy kết cho Bashir. Đối với công nương Diana, cuộc gặp gỡ đó chỉ là sự khởi đầu của rất nhiều cuộc gặp gỡ với Bashir. Như thẩm phán Lord Dyson nói, vào cuối mùa hè năm 1995, bà ấy đã quan tâm đến ý tưởng về một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Những người bạn đã gặp công nương Diana trước buổi phỏng vấn Panorama vào ngày 5 tháng
đã quan sát thấy một sự thay đổi rõ rệt. Họ bị coi là không còn đáng tin cậy, kể cả thư ký riêng của công nương Diana là Jepson. Ông nói, theo quan điểm của Martin Bashir, tôi là chướng ngại vật cần phải loại bỏ. Vào ngày 30 tháng 10, một ngày sau khi công nương Diana bí mật xác nhận cuộc phỏng vấn với Bashir, bà đã gặp luật sư Laura Miscon của mình và mô tả về âm mưu chống lại bà. Khi được yêu cầu xác định các nguồn của mình, công nương Diana chỉ trả lời rằng chúng đáng tin cậy. Câu hỏi quan trọng về BBC cho cả cuộc điều tra là làm thế nào mà mưu đồ của Bashir lại qua mắt được các giám đốc điều hành cấp cao nhất của tập đoàn? Hồi chuông cảnh báo đầu tiên cho ban lãnh đạo BBC đã vang lên vào tháng 12 năm 1995, một tháng sau khi cuộc phỏng vấn giật gân được phát sóng. Nhà thiết kế đồ họa Whistler đã tiếp cận các sếp là Tim Gordon và Tim Souter của BBC và nói ông đã vô tình bị Bashir lôi kéo vào việc giả mạo bản sao kê ngân hàng. Whistler, người nói rằng ông ấy chỉ nhận ra mối liên hệ giữa các tài liệu giả mạo và cuộc phỏng vấn sau khi nó được phát sóng, nói với họ rằng ông ta đã tiếp cận với biên tập viên Panorama lúc bấy giờ là Steve Hewlett, người đã bảo đảm rằng không có gì phải lo lắng. Ông Hewlett đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2017. Bashir sau đó bị ban quản lý của đài BBC thẩm vấn. Ông ta đã bảo đảm với họ rằng bản sao kê ngân hàng đã không được đưa cho công nương Diana hay bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, một ghi chú của quản lý Tim Gordon của BBC về cuộc họp này cho thấy ông Gordon vẫn còn đang phân vân. Tại sao Bashir lại tốn kém để tạo ra những tài liệu trong xác thực như vậy? Ông yêu cầu Bashir tìm kiếm sự bảo đảm từ công nương Diana. Ngày hôm sau, một lá thư viết tay được gửi đến từ công nương Diana. Tôi có thể xác nhận rằng tôi đã không bị áp lực không đáng có để trả lời phỏng vấn. Tôi không được Martin Bashir cho xem bất kỳ tài liệu nào, cũng như không cung cấp bất kỳ thông tin nào. Tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc phỏng vấn. Bức thư của công nương Diana đã dập tắt mọi nghi ngờ của ban quản lý rằng bà đã bị lừa hoặc ép buộc. Bức thư của Diana dường như đã trấn an ban lãnh đạo BBC. Nhưng đối với bá tước Spencer, bức thư không minh oan cho đài BBC. Ông nói, Diana đang đối mặt với vị thế bị lừa dối. Cô ấy không biết rằng toàn bộ cuộc phỏng vấn dựa trên một loạt sự giả dối dẫn đến việc cô ấy dễ bị tổn thương. Vào ngày 21 tháng 3, 1996, tờ Mail on Sunday nói với bá tước Spencer rằng họ đang điều tra xem Martin Bashir đã được giới thiệu với công nương Diana như thế nào. Không tin tưởng vào báo chí lá cải, bá tước Spencer đã gọi điện cho đài BBC để tìm hiểu thêm. Bashir cuối cùng thừa nhận với quản lý Tim Gordon của BBC rằng ông đã đưa tài liệu cho bá tước Spencer. Quản lý Gordon giận dữ cảnh báo Bashir rằng BBC sẽ phải xem xét lại. Khi ấy chỉ còn vài ngày nữa là quản lý Gordon sẽ rời khỏi đài BBC. Nhưng ông đã viết lại một biên bản bàn giao cho thấy tất cả những lời nói dối của Bashir. Công ty nên tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ. Tháng 4 năm 1996, tờ Mail on Sunday đã công bố các tài liệu giả mạo của Bashir. Bashir đã thừa nhận đã đưa các tài liệu cho bá tước Spencer để thúc đẩy mối quan hệ. Trên thực tế thì thẩm phán Lord Dyson thấy rằng cách BBC xử lý các tuyên bố công khai của mình nói chung trong vấn đề này không phù hợp với các tiêu chuẩn cao về tính chính trực và minh bạch vốn là dấu ấn của đài. Qua sự việc này, hoàng tử William tuyên bố rằng cuộc phỏng vấn của đài BBC đã thúc đẩy chứng hoang tưởng của mẹ tôi và sẽ không nên bao giờ được phát sóng nữa. Hoàng tử Harry, công tước xứ Sussex, thì đi xa hơn anh trai mình trong một tuyên bố riêng và liên kết trực tiếp cuộc phỏng vấn với cái chết của mẹ mình. Hoàng tử William cho biết điều đó mang lại cho anh ấy nỗi buồn khôn tả rằng cuộc phỏng vấn trên BBC của Martin Bashir với công nương Diana, công nương xứ Wales, đã góp phần đáng kể vào nỗi sợ hãi, hoang tưởng và cô lập của công nương trong những năm cuối đời. Hoàng tử William đổ lỗi cho những thất bại của các ông chủ BBC về tác hại đã gây ra cho mẹ anh.
Hoàng tử Harry, công tước xứ Sussex thì đã đi xa hơn anh trai mình trong một tuyên bố riêng và liên kết trực tiếp cuộc phỏng vấn với cái chết của mẹ mình. Anh nói, hiệu ứng gợn sóng của một nền văn hóa bóc lột và các hoạt động phi đạo đức cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của bà ấy. Mẹ của chúng tôi đã mất mạng vì điều này và đã không có sự thay đổi. Sau khi báo cáo được công bố, Oliver Dowden là thư ký văn hóa của Vương quốc Anh đã đe dọa sẽ tiến hành đại tu công ty này. Cả hai công tước hoàng gia đều đưa ra những tuyên bố cá nhân hiếm hoi sau khi báo cáo dài 127 trang được công bố. Hoàng tử William, công tước xứ Cambridge, cho biết cuộc phỏng vấn đã phá hủy mối quan hệ của cha mẹ anh ấy và kể từ đó đã làm tổn thương vô số người khác. Anh nói thật buồn không thể tả được khi biết rằng những thất bại của đài BBC đã góp phần đáng kể vào nỗi sợ hãi, hoang tưởng và sự cô lập của mẹ mà tôi còn nhớ từ những năm cuối cùng với bà. Trong tuyên bố video của mình, Hoàng tử William nói thêm, tôi có quan điểm chắc chắn rằng chương trình toàn cảnh này không có tính hợp pháp và sẽ không bao giờ được phát sóng nữa. Nó đã thiết lập một cách hiệu quả một câu chuyện sai sự thật trong hơn một phần tư thế kỷ để được thương mại hóa bởi BBC và những người khác. BBC hiện phải đối mặt với sự giám sát kỹ lưỡng hơn nữa. Thư ký văn hóa Dowden nói, báo cáo của thẩm phán Lord Dyson tiết lộ những thất bại đáng nguyền rủa ở trung tâm của đài BBC. Bây giờ chúng tôi sẽ phản ánh và xem xét liệu có cần cải cách quản trị hơn nữa tại đài BBC trong cuộc đánh giá điều lệ giữa kỳ hay không. Ông Tim Davy là tổng giám đốc của đài BBC đã gửi thư xin lỗi tới nữ hoàng, hoàng tử xứ Wales, công tước xứ Cambridge và công tước xứ Sussex trong nỗ lực hạn chế thiệt hại. Chuyển sang vùng Đông Nam Á, lãnh đạo quân đội Myanmar nói rằng bà Suu Kyi sẽ sớm xuất hiện. Lãnh đạo quân đội Myanmar là Min Aung Hlaing cho biết nhà cầm quyền bị phế truất Aung San Suu Kyi vẫn khỏe mạnh, hiện đang ở nhà và sẽ ra hậu tòa trong vài ngày tới. Thông tin được tiết lộ trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với ông Hlaing kể từ vụ lật đổ chính quyền và bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2. Cuộc đảo chính đã khiến đất nước Đông Nam Á này rơi vào hỗn loạn. Gần đây thì nhiều vụ bạo động đã xảy ra khắp Myanmar, bao gồm vụ tấn công đồn quân sự ở thị trấn chuyên khai thác ngọc phía Tây Bắc bởi một nhóm vũ trang dân tộc phản đối chính quyền quân đội. Bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel Hòa Bình trong cuộc đấu tranh lâu dài chống lại các nhà cầm quyền quân sự trước đây, nằm trong số hơn 4.000 người bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính. Bà phải đối mặt với nhiều cáo buộc từ sở hữu đường truyền bộ đàm bất hợp pháp cho đến vi phạm luật bí mật nhà nước. Cuộc phỏng vấn của ông Min Aung Hlaing được thực hiện vào ngày 20 tháng 5. Cách trích đoạn của video này được đăng tải vào thứ Bảy ngày 22 tháng 5. Được biết đoạn video phỏng vấn có dẫn tới đài truyền hình nói tiếng Hoa ở Hồng Kông tên là Phoenix. Ông nhắc lại rằng quân đội đã chiếm chính quyền vì đã xác định được sự gian lận trong cuộc bầu cử mà đảng của bà Suu Kyi đã giành chiến thắng vào tháng 11. Mặc dù các cáo buộc của họ đã bị ủy ban bầu cử khi đó bác bỏ. Ông cũng cho biết rằng quân đội sẽ tổ chức bầu cử và có thể đưa ra một số thay đổi đối với hiến pháp, cũng như tất cả hành động này đều sẽ được thực hiện theo chủ trương thuận với ý muốn của nhân dân. Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên. Hôm thứ Sáu, thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh sự cấp bách trong nỗ lực thúc đẩy Triều Tiên cùng đối thoại về vấn đề vũ khí hạt nhân. Tổng thống Biden còn cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi các điều kiện được đáp ứng. Tổng thống Biden và Tổng thống Moon cho biết việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên là mục tiêu của họ. Trong khi Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng ông không hề ảo tưởng về mức độ khó khăn của việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân sau khi những người tiền nhiệm của ông thất bại, theo Reuters đưa tin. Cả hai chúng tôi đều quan ngại sâu sắc về tình hình, Tổng thống Biden nói tại một cuộc họp báo chung, đồng thời cho biết thêm rằng ông và Tổng thống Moon chia sẻ sẵn sàng can dự ngoại giao với Triều Tiên và thực hiện những bước thực tế để giảm căng thẳng. Triều Tiên thì đã bác bỏ các yêu cầu ngoại giao của Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Biden tiếp quản từ cựu Tổng thống Donald Trump, người đã có 3 hội nghị thượng đỉnh với ông Kim và nổi tiếng là trao đổi những bức thư đẹp
với nhà lãnh đạo thế hệ thứ ba. Ông Kim không đồng ý việc từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình, nhưng đã ngừng thử nghiệm chúng. Ông đã không thử bom hạt nhân cũng như phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa kể từ năm 2017, mặc dù các chuyên gia tin rằng kho vũ khí của Triều Tiên vẫn phát triển đều đặn. Tổng thống Biden cho biết ông sẽ sẵn sàng gặp ông Kim trong những điều kiện thích hợp nếu ông ấy đồng ý thảo luận về chương trình hạt nhân của mình, và các cố vấn của ông đã gặp những người đồng cấp Triều Tiên lần đầu tiên để thiết lập các nền móng cơ bản. Bác sĩ ở Áo cắt cục lộn chân một bệnh nhân đàn ông lớn tuổi. Hình dung thế này, bạn đã già, bạn đang bị bệnh và cách duy nhất mà bác sĩ có thể cứu sống bạn là cắt cục chân trái của bạn. Bạn miễn cưỡng đồng ý và tạm biệt chân trái của mình để cho họ đưa bạn vào giấc ngủ cho ca phẫu thuật và cứ đinh rằng chân trái của bạn sẽ không còn khi bạn tỉnh dậy. Thế là cuộc phẫu thuật đã được thực hiện. Bạn thức dậy và nhìn xuống thì phát hiện chân trái mang bệnh của bạn vẫn còn đó, trong khi chân phải thì biến mất. Một phòng khám ở Áo đã thừa nhận điều mà họ mô tả là một sai lầm bi thảm sau khi các bác sĩ cắt cục chân của một người đàn ông 82 tuổi ở thị trấn Freestadt tại nước Áo hôm thứ Ba. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân mắc một số bệnh và cả hai chân của anh ấy đều bị ảnh hưởng. Nhưng bên trái đã tiến triển đến mức cần phải cắt bỏ, thế nhưng bác sĩ đã cắt nhầm chân phải. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, phòng khám Freestadt đã tuyên bố đây là lỗi do con người và nói rằng chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi vào ngày thứ Ba, ngày 18 tháng 5, dù đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhưng chân của một cụ ông 82 tuổi đã bị cắt cụt. Thật không may mắn, sai lầm, trong đó chân phải bị loại bỏ thay vì chân trái. Sự việc đã xảy ra do một chuỗi các tình huống đáng tiếc. Các bác sĩ đã cắt bỏ chân của ông ấy từ khoảng giữa đùi. Phòng khám cho biết lỗi đã có ngay trước khi phẫu thuật, khi đó là thời điểm để đánh dấu chân chính xác để cắt cụt. Nhân viên phòng khám là những người đầu tiên nhận ra lỗi khi họ đến thay băng cho bệnh nhân vào sáng hôm thứ Năm. Sau khi tỉnh dậy thì bệnh nhân được biết tình không lành. Phòng khám cho biết họ đang điều tra vụ việc và đang xem xét các tiêu chuẩn của quy trình để đảm bảo sự việc không xảy ra một lần nữa. Phòng khám cũng đã hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân. Bệnh nhân còn phải đối diện với nhiều thử thách lớn lâu dài và các bác sĩ vẫn cần phải cắt bỏ chân trái của ông ta. Một bà mẹ tuổi teen 14 tuổi đưa đứa con sơ sinh cho một vị khách ở nhà hàng và bỏ đi. Một thiếu nữ đã liều mạng bước vào một nhà hàng, trao đứa con mới sinh của mình cho một người tốt bụng và sau đó bước ra. Sự việc được ghi nhận trên video giám sát ở Jersey City, tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Đoạn phim giám sát cho thấy vào chiều thứ Tư, một cô gái 14 tuổi bước vào một nhà hàng có tên là El Patron và đến gần quầy với một bé gái sơ sinh trên tay và nói rằng cô ấy đã tìm thấy bé gái sơ sinh và cần giúp đỡ. Chủ nhà hàng Frankie Anguilla cho hay người phụ nữ này trông rất tuyệt vọng, ôm một đứa trẻ mới sinh. Bạn thậm chí có thể nói, cô ấy nhìn vào mắt tôi nhìn cô ấy có đôi mắt kinh hoàng và tuyệt vọng. Alice Scott là một khách hàng đang ăn trưa tại nhà hàng với bạn trai, đã không ngần ngại khi nhìn thấy đứa bé. Và nói với bà mẹ tuổi teen, bạn có phiền nếu tôi kiểm tra bé đang thế nào không? Cô gái đã sẵn sàng giao đứa bé cho tôi, vì vậy tôi tập trung vào đứa bé. Alice nhận thấy rằng bé gái sơ sinh vẫn còn nguyên một phần dây rốn, tai và tóc của đứa bé được bao phủ bởi vật chất trong quá trình sinh nở. Nó không được làm sạch đúng cách, cô nói. Sau đó, Alice nhìn bà mẹ thiếu niên và nhận ra một vệt máu khô trên chân cô. Tôi ngay lập tức nói, ôi Chúa ơi, đây là mẹ của đứa bé. Alice tường trình lại sự việc. Nhưng tôi tập trung hơn vào việc bảo đảm rằng em bé sơ sinh còn thở. Vì vậy, trong khi tôi lay hoay nhìn xuống em bé, cô gái trẻ ấy đã biến mất. Có vẻ như cô gái ấy là mẹ, chủ nhà hàng Frankie nói. Đó là điều đau lòng nhất. Và sau đó đã gọi 911. Trong khi Alice, một cụ bác sĩ trị liệu và giáo viên mầm non, đã sơ cứu cho bé gái sơ sinh chỉ mới vài phút tuổi. Tôi đã truyền oxy cho cháu bé. Trong vòng vài giây sau khi bé sơ sinh được thở oxy, chúng tôi bắt đầu nghe tiếng khóc của bé sơ sinh và bàn chân nhỏ của cháu bé bắt đầu di chuyển, Alice nói. Một thời gian ngắn sau đó thì cảnh sát đến và đưa bé gái sơ sinh đến bệnh viện.
họ cũng truy tìm được người mẹ và đưa cô gái đến bệnh viện để điều trị. Họ nói rằng cô gái ấy 14 tuổi. Cả mẹ và em bé đều ổn và em bé gái sơ sinh dự kiến sẽ được đưa cho làm con nuôi. Cảnh sát cho biết họ không đưa ra lời cáo buộc nào đối với người mẹ. Cảnh sát đã sử dụng dịp này để nhắc nhở cư dân New Jersey về luật Safe Haven của tiểu bang, cho phép cha mẹ và người giám hộ thả một đứa trẻ sơ sinh không mong muốn đến bệnh viện, đồn cảnh sát hoặc phòng cứu hỏa trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi một đứa trẻ được sinh ra. Chủ nhà hàng thì cho biết anh rất vui vì cô gái đã tìm đến chỗ kinh doanh của gia đình anh để được giúp đỡ trong lúc cô gái cần. Hy vọng rằng chúng ta với tư cách là một xã hội trở nên tốt hơn trong việc giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là sau COVID, chủ nhà hàng nói. Tiếp theo sẽ là một số tin tức Việt Nam đáng chú ý khác. Mời các bạn tiếp tục theo dõi với biên tập viên Sammy Hoàng. Biosculpture, thương hiệu nước sơn và sản phẩm chăm sóc móng hàng đầu. Bám lâu, kéo dài đến 3 tuần và có thể dễ dàng gỡ bỏ mà không làm hại đến móng tự nhiên. Sản phẩm không chứa chất độc hại. Nhiều năm liền được bình chọn giải Salon Magazine's Reader's Choice Award. Điện thoại 1877 424 6435. Website biosculpturenails.com.